Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị một cái món ăn dặm cho bé từ 5 đến 6 tháng tuổi. Và cái món này bạn có thể là làm ăn sáng cho bé cũng được. Và đây là cái món cháo yến mạch với chuối tiêu nhé. Thì đầu tiên là mình chuẩn bị cháo yến mạch này. Đây. Với chuối, ít nước chuối. Đối với bé, một số bé có thể cho sữa mẹ vào hoặc là cho sữa công thức vào cũng được một ít đó. Mình thì mình chỉ cho bé ăn như thế này và sau mình sẽ cho con bú sữa mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cho một thìa yến mạch vào nồi nhé. Ta cho một thìa nồi. Chúng ta cho yến mạch vào nồi nhé và chúng ta cho nước vào. Yến mạch này là một loại dinh dưỡng rất là tốt, không thể thiếu cho các bé được nhé. Đó, mình sẽ bật bếp và mình sẽ nấu yến mạch. Trong lúc chờ nấu yến mạch thì mình sẽ đi rây cái chuối nhé. Mình cho chuối vào cái rây này và mình sẽ rây nhuyễn chuối vào. Các bạn nhé, trái mà đã chín nhé thì mình sẽ đảo đều nhé. Bây giờ mình phải cho nhỏ lửa nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cháo và mình đưa cháo xuống để xay cùng với chuối luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi xay cháo yến mạch nhé. Ta xay. Bây giờ chúng ta sẽ trộn hai cái hỗn hợp này vào với nhau và chúng ta sẽ cho bé ăn. Đối với bé nhà mình thì ăn đặc và nhà mình làm đặc. Các bạn nhé, cháo yến mạch với chuối nhé. Trong chuối thì có vị ngọt rồi nên là khi mà mình trộn đều với hai cái nguyên liệu này lại vào thì nó ngọt rất là vừa để cho bé ăn, không cần phải bỏ một cái gia vị ngọt nào nữa đó. Mà tốt nhất các bé tầm từ 5 6 tháng chúng ta không cho gia vị nhé. Kể cả đường chúng ta cũng không thể cho vào. Chúc các bé yêu có một món ăn ngon nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món cho bé tầm 5 đến 6 tháng nhé. Cái món này cũng rất là loại rau này cũng rất là quan trọng đối với các bé, đó là cái rau dền. Thì bây giờ các bạn có thể làm hai cách. Cách thứ nhất là mình nấu nấu với bột gạo mình đã xay sẵn nhé. Thì mình sẽ cho một thìa vào mình nấu với nước rau dền, mình đã luộc và lấy cái nước. Còn hai nữa là bạn có thể nấu cháo và cho rau diền vào và chúng ta dùng bằng máy xay sinh tố. Và bây giờ mình sẽ cho thìa bột vào. Bây giờ mình sẽ cho thìa bột vào trong nồi nhé. Mình cho bột vào trong nồi thì mình đổ cái nước rau diền vào. Cái nước rau diền này là các bạn phải dùng để nguội nhé. Vì nếu mà mình dùng nó sôi thì nó sẽ bị vón cái cục bột lại nên là nó không. Món này gọi là bột gạo quấy với nước sốt riêng. Mình cho thêm bột ăn mà các bạn mới ăn thì ăn loãng hay là ăn mình cho thêm nước nhiều vào. Quấy cho nó tan bột ra đi xong mình sẽ nấu. Khi mà rau diền mà sôi thì mình phải cần sôi mình phải đánh đều nhé.
Đây là mình à, con mình nó hơi đặc một tí, còn nếu mà các bạn nào ăn loãng thì chúng ta cho nó hơn. Trong quá trình mình nấu thì vẫn có thỉnh thoảng có một đốt cục nhỏ, nên là những bé nào mà ăn nữa thì mình phải dây qua nhá. Mới ăn thì mình dây qua, tí nữa mình lại dây qua cho các bạn. À, đây là mình bỏ vào dây, bây giờ mình sẽ dây cháo cho bé nhé. À, khi chúng ta dây xong thì cháo rất là mịn nhé, và là chúng ta được cái món cháo món bột gạo quấy với cháo với rau riềng nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho bé ăn.